Rồi chúng ta đi tiếp cái thủ thuật siêu ẩn file hồi nãy các anh em mình nha. Thì cái phần này em sẽ làm mới thêm một cái khía cạnh khác, là khi mà chúng ta xài được cái shop này á, thì hầu như là các anh em rất muốn là test nhanh những cái file, ví dụ chúng ta leak leak cái file nào đó để chúng ta test cái đài cái phần mềm này nó hay cái này các anh em nha. Cứ kéo thả là ok, mà làm sao để chúng ta leak chuột phải mà chúng ta test được luôn á, test được luôn những cái mã head này, MD5 này, click vô file dục phải cái ta, ví dụ click vô đây cái là nó ra luôn cái mã luôn cho lẹ, nó sẽ tiện hơn nhiều các anh em mình nha. Rồi chúng ta sẽ làm như sau, thì chúng ta dùng cái mã get em sẽ cung cấp cho các anh em luôn nha. Rồi cái mã get này thì các anh em đây chúng ta cứ thay đổi thông tin trong đây tùy tùy ý các anh em mình nha. Đây thay đổi thông tin như thế nào, đây giống như cái file file gốc của em đây, cái file này nha em sẽ đổi lại, ví dụ các anh em ví dụ các anh em đặt cái tên các anh em chẳng hạn ha, ra my file. Rồi 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 chúng ta sẽ thay đổi thông tin bên đây trong đây đó đó, đây file bỏ SE, cái này cái phần tên, cái này cái phần icon để nó load đúng cái file nè, thành ra cái này các anh em cần đúng tên nha, để nó load cái icon nha. Rồi cái này là chúng ta không cần phải đúng nè, chúng ta cho nó hiển thị cái thông tin nè. Đấy rồi chúng ta để cho cái này nó ok mặc định như thế này đi ha. Rồi cái này rồi chúng ta đặt giống cái tên ở trên luôn là myfile nha. Rồi ở đây là cái file SE, cái file SE thì nó cần phải trùng tên nè. Rồi ok xong là chúng ta save lại nha. Cái phần mà file get để cho nó chạy ok là chúng ta phải có bắt buộc có cái dòng này các anh em mình nha. Rồi chúng ta những cái nội dung ở bên dưới như thế nào thì nó mới load được. Rồi xong các anh em save, nói chung là cái file này em sẽ share cho các anh em để chúng ta edit chỉnh sửa thêm ha. Rồi khi mà chỉnh sửa xong các anh em nhớ đưa cái file này nè, đó đưa vào đâu, đưa vào đúng cái thư mục gốc của System 32 trên WinBE thì cũng là đúng cái đường dẫn này luôn, còn cái ổ đĩa là tùy theo WinBE thì ổ X chẳng hạn, còn Windows thì ổ C, thường là vậy, thường là vậy, tại vì nhiều khi các anh em cài Windows vô ổ D thì nó khác nha, thì chúng ta sẽ chèn vô ổ D thôi. Rồi chúng ta sẽ đưa cái file này vào vị trí đây, xong đúng đúng vị trí xong rồi chúng ta sẽ click cái file get này nha, là click file get ok yes đây ok, xong là nó sẽ tạo chuột phải đó các anh em thấy không, có cái tên nè đây đó, chúng ta sẽ click là nó ra thôi đấy, rất là tiện cái này mình nha đó. Nhưng mà cái này nó tách rời từng cái, còn khi mà các anh em kéo thả như thế này thì nó sẽ vô chung một list nha. Thì khi mà vô chung một list thì các anh em bấm copy thì chúng ta sẽ làm được một cái danh sách ha, một cái danh sách của cái đây là một cái danh sách của cái file file head ha. Đấy, nó rất là tiện, cái shop này rất là hay, thành ra các anh em cứ cứ sử dụng để chúng ta test nha. Khi mà các anh em xài nhiều file quá chúng ta không biết cái file nào hay gốc, file nào file phụ, thành ra chúng ta phải test cái mã này. Bất kỳ những cái thông tin trên mạng, cái file nào chúng ta tải về khi mà người ta cung cấp cho chúng ta một cái mã head thì chúng ta cũng phải kiểm tra để chúng ta biết được cái file đó nó có đúng với cái file người ta đã chia sẻ cho chúng ta hay không. Tại vì trong cái quá trình các anh em mà tải về á, nhiều khi cái lỗi mình nó, mạng mình nó chập chờn, hoặc là nó tải 99% mà nó lỗi chẳng hạn, mà chúng ta thấy nó tải hoàn thành rồi nhưng mà thực chất đó, nó đang lỗi, cái file nó đang lỗi chứ không phải là nó không lỗi, mà chúng ta vẫn thấy nó tải hoàn thành, nó báo hoàn thành rồi nhưng mà trong cái quá trình chúng ta tải nó bị lỗi ngắt đoạn mạng chẳng hạn, hay là cúp điện rồi chúng ta nó tự đó có điện lại cái nó tải tiếp, thì nó, trong quá trình đó nó bị lỗi chẳng hạn, thành ra chúng ta phải test cái mã head MD5 để chúng ta biết có cái giống với cái file gốc hay không. Nếu mà cái file nó lỗi rồi thì chắc chắn 100% là nó sẽ không bao giờ giống cái mã với cái file gốc cái này mình nha. Thành ra là cái phần mềm cái shop này á, chúng ta xài rất là ok để chúng ta kiểm tra chính xác á, cái file chúng ta là có đảm bảo trùng với cái file gốc hay không. Rồi sau khi mà các anh em mà đã thiết lập được như thế này, ok như thế này, thì bây giờ chúng ta muốn xóa thì sao? Xóa thì chúng ta dùng một cái file, dùng một cái đoạn code, đây cái đoạn code như thế này. Đấy, cái đường dẫn này là cái đường dẫn của hồi nãy nè. Đây, cái đường dẫn này, cái đường dẫn của file nãy nè. Đấy. Đây. Đó, đó là cái đường dẫn của cái file này nè các anh em nha. Chúng ta phải lấy cái đường dẫn gốc đầu tiên. Đây, cái đường dẫn gốc đầu tiên là cái đường dẫn trên đây. Này các anh em thấy không? Cái này là cái đường dẫn con nè, nó là có nghĩa là trong cái đường dẫn file này nó có cái đường dẫn con, giống như cái hư mục con vậy đó, là cái comment. Thành ra chúng ta lấy là muốn xóa là chúng ta xóa cái góc này. Rồi, chúng ta copy vào đây. Chúng ta paste vào đây cái này mình nha.
chừa cái dấu nháy cho người ta cái anh em mình nha. Đó, bát ra rồi chúng ta save. Save với cái định dạng .cmd hoặc .bat là chấm bát. Rồi, khi mà save xong rồi, các anh em cứ list thôi. Bây giờ các anh em thấy ha, còn nè đúng không? Chúng ta list xóa nè là mất nè. Rồi, xong rồi đó. Đó, mất lại chưa? Đây, xong. Rồi, ok, vậy thôi các anh em mình nha. Đó, xong một thủ thuật kế thì em sẽ chia sẻ với các anh em là nói tiếp cái thủ thuật kia đi ha. Thôi cái này cũng quá dễ rồi, thay đổi cái icon này, cái hình nền này các anh em, thay đổi cái file thì em dùng cái chương trình Red Hacker ha. Red Hacker. Đấy, các anh em dùng cái shop này. Nó khá là hay. Đó, chúng ta dùng để chúng ta thay đổi cái file SE. Đối với những cái file SE mà nó đơn giản nha. Những cái file SE nó đơn giản thì chúng ta dùng cái shop này chúng ta thay đổi cái icon được. Còn những cái giống như cái file SE dạng mà bản quyền hay là những cái file SE nó bảo mật cao quá mà chúng ta không thể can thiệp thì chúng ta đành chịu cái anh em mình nha. Cái đó cái trình em chưa tới để làm để chia sẻ với các anh em. Còn nè, ví dụ chúng ta muốn sale cái icon này cũng được nha. Cái này cái shop này nó cũng khá là hay. Đó, chúng ta sale icon nè, Fit đấy, nó lấy cái icon này nè để chúng ta sử dụng cho những cái shop khác chẳng hạn. Hay là chỉnh sửa như thế nào đó, dùng cái mấy cái chương trình chỉnh sửa ảnh để chúng ta chỉnh sửa lại một cái icon mới. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta làm một cái icon khác đi. Em ví dụ thế thế cái icon này vô coi. Coi như thế nào. Rồi chúng ta bấm relay nè, relay icon nè, mở cái icon mới này ha, desktop. Đấy. Mình thử nha. Đấy, ok, relay. Rồi ok. Rồi xong rồi chúng ta save lại cái file các anh em nha. Save lại thành một cái file mới đi chứ. Góc góc 2. Rồi. Ok. Đấy, thấy chưa? Các anh em thấy không? Nó ra một cái mới nè. Đó, nội dung là nó y chang nè. Đấy, các anh em thấy không? Ok luôn. Đó. Còn cái này thì video trước em đã chia sẻ rồi, chúng ta bảo mật ẩn cái bản quyền chúng ta vô đây như thế nào. Rồi chúng ta chỉnh ngày giờ như thế nào. Rồi chúng ta chỉnh cái icon này luôn á thì coi như là gần như là cái người tạo họ không biết được cái shop này là do ai tạo luôn. Và những cái thông tin nè, những thông tin ví dụ đi. Những thông tin đó, những mấy cái thông tin này chúng ta có thể thay đổi được nè. Đó ha, thay đổi thành cái tên của chúng ta hay là những cái tên gì đó. Thì đối với cái người sáng tạo thì tất nhất chúng ta tôn trọng cái quyền của người ta nên mình nên để lại cái tên của người sáng tạo ha. Em chỉ chia sẻ nhẹ như vậy thôi, còn các anh em mà tùy giờ chúng ta muốn chỉnh sửa như thế nào nhưng mà được phép cái người chủ sở hữu á thì chúng ta hãy làm, thì tốt nhất cái đó là tôn trọng bản quyền của tác giả. Đấy. Rồi. Rồi tiếp chúng ta đi thủ thuật tiếp các anh em mình nha. Mấy cái nào có rồi em sẽ xóa nha. Để tránh nhầm lẫn, tránh nhầm lẫn. Rồi. Rồi. Rồi, tiếp các anh em mình nha. Thì trước đây em chia sẻ với các anh em rồi về cái phần mà cái lệnh này, này kia nè. Đấy, ví dụ app data nè, cái này là mấy cái đường dẫn mà nó hay hay dùng nên chúng ta nên nhớ ha. Đây, local app data nè, mấy cái này chúng ta hay dùng nè. Đấy, các anh em mà tìm hiểu thêm mấy cái này ha, RAM file nè ha. Đó, thì chúng ta khi mà tạo tạo cái mấy cái code đường dẫn này system root, system drive nè, nó hoặc là theme nè, đấy. Rồi thì chúng ta sẽ load vào, mà em ví dụ đi ha, ví dụ một cái nè, Windia đấy, nó thì chúng ta khi mà chúng ta thao tác quen những cái này thì chúng ta sẽ cho vào cái đường dẫn nó rất là hữu ích. Rồi trong video này tất nhiên là em sẽ chia sẻ nhiều cái thủ thuật căn bản khác nữa, thì em ví dụ đi ha, ví dụ chúng ta vô cốc cốc nè. Thì những cái thủ thuật này các anh em là khi mà chúng ta thao tác quen nó giúp cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích các anh em mình nha. Ví dụ các anh em lưu lại ha, lưu lại cái em ví dụ đi, lưu lại cái trang này hoặc là những cái mật khẩu của chúng ta, mật khẩu luôn các anh em mình nha. Control D, đây Control D là lưu dấu trang. Thường trước em chỉ cái phần lưu dấu trang này rồi, bây giờ em chia sẻ thêm là chúng ta tạo tạo cái thư mục đi ha. Đó, ví dụ ABC đấy, rồi xong chúng ta lưu này.
thì chúng ta mở cái tab mới nè, đó chúng ta sẽ thấy cái thư mục này, đấy các anh em thấy không? Rồi khi mà nếu mà chúng ta click bình thường á, click bình thường như thế này nè, rồi chúng ta bấm Ctrl D, chúng ta save, à, bấm Ctrl D, đây, đó chúng ta có thể chọn lại cái trang đầu là hình dấu trang hoặc là chúng ta chọn cái thư mục của chúng ta để chúng ta chứa cái đường dẫn này, đấy. Rồi bây giờ chúng ta muốn lưu lại thì chúng ta bấm Ctrl D để chúng ta chỉnh lại ha, chỉnh lại cái phần mới. Bây giờ trước khi chỉnh thì em sẽ đây cho các anh em thấy nè, đây nó đang nằm ở ngoài nè ha. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh thì chúng ta mới có bấm Ctrl D lại thôi ha, chuyển vô đấy. Rồi rồi chúng ta qua cái mới nè, đó chúng ta chỗ vô đây chúng ta sẽ thấy nè, đấy thì chúng ta muốn lưu lại hết những cái thiết lập cũng như cái mật khẩu, tất cả các mật khẩu luôn nha, mật khẩu Google, YouTube hay là Facebook, Zalo, nói chung là từ A tới Z mật khẩu luôn, là các anh em cứ vào đây ha, lấy chuột phải vô góc góc hoặc Chrome ha, hoặc những cái trình duyệt khác thì nó cũng tương tự, mà thường cái trình duyệt nào mà nó có mã nguồn giống Chrome đó là nó đều thao tác giống như vậy các anh em mình nha. Rồi các anh em vô cái phần Browse ha, View Data, rồi các anh em copy cái thư mục default, đây copy cái thư mục default này chúng ta để dành đi, và chúng ta đóng gói có mật khẩu chúng ta để đó, khi nào mà chúng ta muốn muốn đăng nhập vô nhanh tất cả các trang web cũng như lịch sử cũng như là cái mật khẩu của chúng ta đã lưu từ trước tới giờ thì chúng ta sẽ dán đè vị trí này ha, hoặc là chúng ta xóa, chúng ta đưa cái phần thành phần mới vô là nó sẽ y ran cái này mình nha. Bây giờ em ví dụ đi ha, đó em đưa cái này nó ra ngoài ở đây đi. Rồi bây giờ em sẽ chạy cái cốc cốc mới này, nó sẽ hoàn toàn mất hết nha. Đấy các anh em thấy không, nó không có hai cái trang hồi nãy em lưu nữa, thấy chưa, nó không có cái gì em lưu hết, nó trả về cái gốc mới hoàn toàn luôn. Thành ra các anh em muốn xóa nhanh đó, chúng ta vô đây chúng ta xóa cái thư mục default đó là ok rồi, mất hết ha, chúng ta không cần phải xóa trình duyệt web đấy. Rồi rồi xong đó. Rồi bây giờ em sẽ vô kia em chuyển nó lại nè, view data ấy lộn, một default phải không? Rồi em sẽ vô cái view data em ấy lại ha. Rồi em xóa cái một default này đi, rồi xóa nó đi đó. Rồi bây giờ em chuyển cái nãy vô nè, cái cũ vô nè, rồi em mở cốc cốc lên lại nè, các anh em sẽ thấy cái hình dấu trang đó ABC lưu nãy nè, thấy chưa, đó cái này rất là tiện các anh em mình nha, nó rất là tiện lưu tất cả các mật khẩu luôn. Thành ra các anh em để ý không? Máy của chúng ta không nên cho bất kỳ người nào mượn, nếu mà người ta biết được cái thủ thuật này á, thì rất là nguy hiểm các anh em mình nha, rất là nguy hiểm nha, thành ra là em cảnh báo trước nha, tại vì những cái thủ thuật của em á, có những cái thủ thuật rất là độc, thành ra là ảnh hưởng rất là lớn đến bảo mật của chúng ta cũng như là cái mà thủ thuật đầu tiên, cái video đầu tiên của kênh em luôn á, là cái thủ thuật mà truy cập cái Windows 7, cái lỗi bảo mật rất là lớn của Windows 7 mà chúng ta có thể truy cập mà chúng ta vượt qua được cái mật khẩu của nó luôn, thì chúng ta nhờ cái thủ thuật đó mà chúng ta có thể cứu hộ, nói chung là người cứu hộ người ta rất là thích những cái thủ thuật mới lạ như vậy, nhưng mà cái người mà họ họ giống như là trộm dữ liệu, cắp dữ liệu hoặc là vọc phá này kia họ cũng rất là thích luôn, tại vì họ họ có thể can thiệp sâu vô thành phần bên trong của Windows hoặc là bất kỳ file nào mà họ muốn. Thành ra là cái thủ thuật của em nó nhiều cái thủ thuật nó lạ nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất là lớn, và bên cạnh cạnh đó nếu chúng ta áp dụng đúng đúng cách nó hỗ trợ cũng rất là nhiều lợi ích các anh em mình ha. Rồi rồi bây giờ tiếp là chúng ta sẽ chia sẻ với các anh em cái thủ thuật tiếp theo. Thủ thuật tiếp theo là gì đây? Rồi thủ thuật tiếp theo em dành cho video sau đi, video này khá là dài rồi. Rồi xin chân thành cảm ơn các anh em đã theo dõi video cũng như là những thủ thuật của em ha. Xin chào các anh em và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn các anh em nhiều nha. Bye bye.